Thế thì về nhà mình hạn chế biểu cảm quá mức trên khuôn mặt chị nhé. Như là mình cười nói nhiều quá rồi cau mày nhăn mặt ấy. Mình hạn chế cho em trong vòng 2 tuần đầu tiên nhé. Không ăn đồ cay, đồ nóng và đồ dai, đồ cứng gì nhé. Để cho nó ổn định cái lớp căn cơ bên dưới da của mình ấy. Mình hạn chế biểu cảm trên mặt này. Nhớ là phải dùng kem chống nắng, thế là kem giữ ẩm, cấp nước cho da lên nhé. Dưỡng ẩm cấp mức sâu thì mình bôi buổi tối. Bình thường chị có thói quen dùng kem chống nắng không nào? Chị dùng chống nắng chắc là phải bôi một lớp dưỡng xuống dưới nhỉ? Bôi một lớp dưỡng xuống dưới nhưng mà chị bôi một cái lớp kem chống nắng lên trên. Buổi tối về nhà chị tẩy trang sạch nhé. Sau đó dùng sữa rửa mặt nhé. Dùng dưỡng ẩm cấp mức sâu cho da. Sao chị bị nám nhỉ? Chị có điều trị ở đâu bao giờ rồi? Chưa. Chị cũng điều trị đi để nó bằng động lên.